VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của VDA. Và ngày hôm nay, tôi, MC Viết Phương sẽ đồng hành với tất cả các bạn để chúng ta khám phá một loại sản phẩm, một thiết bị giải trí được rất nhiều bạn trẻ yêu thích cũng như gia đình yêu thích. Và đặc biệt là sản phẩm này đã được bán chạy rất nhiều năm gần đây. Và như các bạn có thể thấy thì trước mặt Viết Phương đây đó chính là bộ sản phẩm chiếc đầu karaoke Kara M10, một trong những sản phẩm đang được bán chạy như Viết Phương vừa nói vừa rồi. Và các bạn hình dung và để ý kỹ một chút, Viết Phương cảm giác là rất là chắc chắn ở ngoài chiếc hộp. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc hộp được thiết kế bởi chất liệu là 100% cạc tông đó các bạn ạ. Và các bạn đặc biệt hơn nữa đó chính là các bạn có thể thấy đó chính là màu chủ đạo của chiếc hộp. Nó chỉ bao gồm hai màu rất là đặc sắc, đó chính là màu tím và màu vàng. Và bây giờ chúng ta hãy tập trung vào thông tin ở trên chiếc hộp nhé. Các bạn có thể thấy chiếc hộp in một dòng chữ rất là to, đó chính là chiếc đầu karaoke chuyên nghiệp, cập nhật online và nhanh nhất. Đó là thương hiệu của sản phẩm của chúng ta. Và bên góc trái bên dưới các bạn có thể thấy đó chính là những tính năng mà nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta để chúng ta sử dụng hiệu quả hơn. Và ngoài ra có nhiều cách để chọn bài hát bằng những thiết bị khác nhau, chẳng hạn như các bạn có thể cảm ứng, các bạn có thể dùng máy tính bảng, smartphone hoặc ngay cả remote. Và một điều tuyệt vời hơn nếu các bạn chịu để ý kỹ đó là sản phẩm của chúng ta được bảo hành lên tới 18 tháng luôn các bạn ạ. Và đặc biệt nếu các bạn chưa mở hộp ra mà các bạn muốn nhìn thấy sản phẩm thì ở đây nhà sản xuất của chúng ta cũng đã in sẵn hình ảnh sản phẩm lên cho tất cả các bạn rồi. Và bây giờ chắc chắn là các bạn cũng đang háo hức rất biết Phương là không biết là bên trong nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá bên trong nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng Viết Phương chúng ta hãy mở chiếc hộp ra và chiêm ngưỡng nó nhé. Wow, rất là tuyệt vời các bạn. Viết Phương sẽ quay phần bên trong cho các bạn nhìn nhé. Cái điều đầu tiên Viết Phương thấy khi mở chiếc hộp ra đó chính là bên trong của chúng ta có một chiếc hộp hình chữ nhật. Và Viết Phương sẽ để nó qua một bên và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau nhé. Và như các bạn có thể thấy thì bên trong chiếc hộp chúng ta có hai thanh xốp đang giữ chặt cố định sản phẩm của chúng ta. Các bạn nhìn kỹ đi, rất là chắc chắn. Bây giờ ngay cả Viết Phương dùng một tay để kéo ra cũng không thể được, tại vì nó quá, phải nói là quá là chắc chắn. Các bạn có biết là khi chúng ta vận chuyển thì không thể tránh khỏi việc va chạm và va đập rồi. Nhưng ở đây Viết Phương thấy được nhà sản xuất có thể nói là rất là ưu tiên về chất lượng và bảo vệ sản phẩm nhiều hơn. Và bây giờ Viết Phương sẽ cố gắng và lấy cái đầu thu ra cho các bạn nhé. Rất là khó khăn các bạn vì nó quá chắc chắn các bạn ạ. Wow, và Viết Phương sẽ để ở đây để chúng ta xem thử coi bên trong chiếc hộp còn có gì không nhé. Bên trong chiếc hộp chúng ta Viết Phương thấy được còn có hai bị ni lông các bạn. Và để xem, Viết Phương sẽ để hai bị ni lông xuống đây. Như các bạn có thấy thì trong chiếc hộp chúng ta còn có hai thanh xốp nữa. Nói thật là Phương phải công nhận là nhà sản xuất ở đây rất yêu cầu về chất lượng cũng như bảo vệ chất lượng sản phẩm nhiều hơn. Phương sẽ để chiếc hộp qua đây nhé. Và bây giờ hai chiếc bị ni lông Viết Phương đã lấy ra. Đầu tiên, Viết Phương đang cầm trên tay. Trong đây, trong chiếc bị ni lông này đó gồm có là hai sợi dây cáp. Để Phương mở ra cho các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy rõ, chúng ta có hai sợi dây cáp để kết nối với chiếc đầu của chúng ta. Và bị ni lông tiếp theo thì Viết Phương có thấy được ở trên trước mặt nó có đề là phiếu bảo hành. Và như Viết Phương đã nói thì sản phẩm của chiếc đầu Kara Karaoke M10 này thì được bảo hành lên đến 18 tháng. Viết Phương sẽ mở chiếc ni lông này ra coi còn có gì bên trong không nhé. Bên trong chúng ta còn có một thiết bị anten các bạn. Ngoài phiếu bảo hành mà Viết Phương đã nói ra thì Viết Phương còn thấy được đó chính là một quyển hướng dẫn sử dụng về chiếc đầu của sản phẩm Kara Karaoke M10 này. Và rất là thuận tiện các bạn, chỉ cần các bạn mở sách hướng dẫn ra và xem thì các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng. Và chúng ta quay lại với những thiết bị đầu tiên. Như các bạn có thể thấy đó chính là chiếc hộp chữ nhật mà vừa mở ra Viết Phương đã thấy rồi. Nhìn rất là gọn và rất là chân chu. Viết Phương sẽ mở nó ra xem nó là gì bên trong đó. Wow, là một chiếc remote được thiết kế rất rõ ràng và ngôn ngữ tiếng Việt hoàn toàn cho các bạn dễ dàng nhìn và bấm và chọn các bài hát cho mình. Ngoài chiếc remote thì chúng ta không thể thiếu đó chính là
sợi dây nguồn. Sợi dây nguồn rất là cần thiết để chúng ta kết nối với những thiết bị TV, màn hình hoặc máy tính. Rồi, bây giờ Bích Phương sẽ để sản phẩm qua một bên nhé. Đây, trên tay Bích Phương đang cầm phần hấp dẫn nhất của chương trình ngày chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là cái chiếc đầu Kara Karaoke M10 của chúng ta. Như các bạn có thể thấy thì chiếc đầu này đã được bảo vệ bởi một lớp ni lông cực kỳ dày để chống bụi bẩn cũng như trầy xước các bạn ạ. Bây giờ Bích Phương sẽ mở chiếc bị ni lông này ra để cho các bạn chiêm ngưỡng, tận hưởng chiếc đầu này nhé. Và vừa mở ra thì các bạn có thể thấy đây là mặt trên của chiếc đầu, là được thiết kế bởi chất liệu nhôm và dùng là màu đen, nhìn rất là bóng bẩy và sang trọng. Ngoài ra thì cách phối màu của nhà sản xuất này Bích Phương rất ấn tượng, đó chính là nhà sản xuất đã cách điệu màu đen với màu vàng, là một miếng nhôm đồng màu vàng cực kỳ đẹp. Một điều đặc biệt hơn nữa nếu các bạn chịu để ý, đó chính là cách thiết kế của chiếc đầu này rất là tối giản. Bởi vì sao Bích Phương nói như vậy? Các bạn có thể thấy nút power đúng không ạ? Nó chỉ đơn giản chỉ có một nút power và một tín hiệu đèn LED mà thôi, nó không còn gì khác. Rồi ra các bạn yên tâm về chất lượng của hàng này, bởi vì trên mỗi hàng của Kara Karaoke M10 này đều có tem chống giả, cho nên các bạn cứ yên tâm nhé. Và quay đằng sau chiếc đầu của chúng ta thì đều có đầy đủ tất cả các cổng kết nối để các bạn dễ dàng lắp đặt cũng như phát triển thiết bị của mình. Nếu các bạn để ý kỹ thì hình như là chiếc đầu của chúng ta không có chiếc quạt tản nhiệt đúng không ạ? Nhưng các bạn yên tâm nhé, vì nhà sản xuất chúng ta đã có thiết kế một chiếc tản nhiệt bên trong chiếc đầu này, cho nên việc sử dụng nó sẽ rất là êm và không quá nóng cho các bạn. Ngoài ra thì Bích Phương cảm thấy là nó cũng không quá nặng và diện tích thì cũng rất là hợp lý để cho các bạn để trong ngôi nhà của mình. Vâng, và như vậy là chúng ta vừa đập hộp một chiếc đầu Karaoke Kara M10. Và nếu như các bạn ai thích sản phẩm của chúng tôi thì các bạn hãy ghé ngay cái showroom của VDA để nhận những tư vấn và trải nghiệm thực tế cũng như sở hữu một chiếc đầu karaoke tuyệt vời như thế này nhé các bạn. Và mọi thông tin thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.